Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác, chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi trưa ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ôi, được gặp mọi người, tất cả mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay thật sự là một niềm hạnh phúc, một niềm vui. Và một tuần vừa qua em không làm video cho tất cả mọi người, và trong cái tâm trạng của em lúc nào nó cũng luôn hướng tới để cố gắng thu xếp thời gian để làm video, để chia sẻ cho mọi người, để nói chuyện, trò chuyện mọi người, để chia sẻ những đam mê. Không làm thế nào để bố trí được cái thời gian, bởi vì công việc nó quá là bận. Thì mong các cô, các bác, các anh, các chị cũng hết sức là thông cảm và chia sẻ cho em. Ngày hôm nay trở lại với kênh để chia sẻ cho mọi người những cái cầu, cái kinh nghiệm. Thì thực sự là em đang trong cái tâm trạng rất là vui. Và với cái tâm trạng, với khí thế như thế này thì hy vọng rằng trong cái buổi chiều ngày hôm nay nó càng rực rỡ nữa, để chúng ta giữ mãi được cái niềm tin, niềm phấn khởi và niềm phấn khích như thế này. Kính thưa các cô, các bác, các anh, các chị, thì trong mấy ngày gần đây thì em không nên video cho tất cả mọi người, nhưng mà trên cái tab cộng đồng thì em vẫn chia sẻ cho mọi người thường xuyên, đúng không? Em cũng thường xuyên là đưa ra những cái cặp số để mọi người bình chọn. Thì đúng thực sự là có hai hôm là nó không được may mắn thôi, nhưng cơ bản là tất cả chúng ta đều ăn rực rỡ. Và vẫn theo những cái kinh nghiệm mà em chia sẻ là những cái cặp mà có cái tỷ lệ bình chọn cao nhất thì mọi người chọn. Cụ thể là như ngày hôm qua đây thì ngày nó không thực sự là được may mắn cho tất cả các cô, các bác, các anh chị nắm, bởi vì cái tỷ lệ bình chọn rất là cao. Cô, các bác có thấy rằng ngày hôm 16/8/2024 nhé, em đưa ra 4 cái cặp, đúng không? Cho nó cặp 5775 này, cặp 3883 này, cặp 2772 này, cặp 2992. Thì trong đó thì cặp 5775 chiếm cái tỷ lệ bình chọn rất là cao, nó lên tới là 43%. Trong đó thì các cặp khác như cặp 2992 chỉ là 26%, cặp 2772 chỉ là 17%, và cặp 3883 chỉ là 15%. Thì rất thấp, nhưng mà ngày hôm qua thì nó lại không ủng hộ cho cái tỷ lệ bình chọn cao lắm. Bởi vì sao? Đây, các cô, các bác, các anh chị thấy là kết quả của ngày hôm 16/8/2024, ba cái cặp kia, xin lưu ý với tất cả các cô, các bác, các anh, các chị là ba cái cặp cái tỷ lệ bình chọn thấp thì nó lại về, mà cái tỷ lệ bình chọn cao nhất thì nó không về. Cụ thể nhá, cặp 2772 em nhớ không nhầm này, nó về đây, trong 2772 nó về con 27 giải đặc biệt. Còn cặp 2992 em nhớ không nhầm nó về hai nháy, cụ thể là con 29 nó về ở vị trí giải 5.6 này. Thế như còn một cái cặp, một cái con nữa, 29 hay 92 gì đấy, 92 nó về chỉ nào, em cũng không để ý lắm. Còn 2992 hình như có con 92 sao nhỉ. Đấy, nói chung là nó tỷ lệ nó về rất cao. Còn một cái cặp nữa, đó là cặp 3883, thì 3883 cũng có đây, 3883, 2992, 2992 nó về một cặp, một con này, 2772 nó về một con, nó về chứ ngay trong đoàn biệt này. Còn 3883 thì nó về còn 38, còn 5775 thì nó không về, rất là buồn. Hôm qua mà nó về được cả cặp 5775 nữa thì đúng là thực sự là một niềm hạnh phúc rất rất lớn. Và thôi, như vậy thì các cô, các bác, các anh, các chị cũng thông cảm cho em, thì không phải lúc nào sức mạnh cộng đồng nó cũng làm nên tất cả cả, bởi vì nó còn nhiều yếu tố lắm. Và yếu tố như nào thì các cô, các bác, các anh, các chị xem video của em này, các cô, các bác, các anh, các chị đã biết rồi, đúng không? Nó liên quan đến may mắn là một phần này, liên quan đến nhà đài một phần này. Đấy, và rất nhiều yếu tố nữa thì các cô, các bác, các anh, các chị sẽ tìm hiểu dần. Còn buổi tối hôm qua khi mà các giải nó về đấy, khi mà nó sau 6:30 thì em có làm một cái bài đăng xin ý kiến của tất cả các cô, các bác, các anh, các chị về bốn cái cặp. Thì đây, trong đó thì em sẽ lấy lại cái cặp 5775 để chơi lại tiếp trong cái khung ngày 2. Thì tỷ lệ bình chọn trong cái ngày hôm nay đối với con 5775 là 36%. Có một cái điểm rất là hay ở đây này, có bốn cặp đấy, thì trong đó có hai cặp có tỷ lệ bình chọn là giống nhau. Có cặp 8998 này có tỷ lệ bình chọn bằng cái cặp 5775, tức là tương ứng là bằng 36%. Còn cặp 4994 này tỷ lệ bình chọn là 14%, và 3773 tỷ lệ bình chọn cũng là 14%. Hôm nay cái tỷ lệ bình chọn rất là hay.
Em không biết là cái tỷ lệ bình chọn nó ngang ngang như này thì sao nhỉ? Tỷ lệ bình chọn ngang ngang này thì không biết là chia sẻ như thế nào nhỉ? Hay là em cứ sẽ chọn hai cái cặp mà có tỷ lệ bình chọn cao nhất để chia sẻ với mọi người, và mọi người thích cái cặp nào thì mọi người chọn cặp đấy. Đấy. Rồi, ok. Để cứ theo phương án đi này. À, đối với cặp 5775 đấy thì mọi người sẽ sử dụng cái đường cầu như này. Đấy, em xin xóa những cái gì được phân tích. Với cặp 5775 thì mọi người sẽ sử dụng cái đường cầu như này. Chết rồi. Sorry tất cả mọi người nhá. Mọi người chờ em một chút. Cái bút vẽ nó không thấy đâu. Cái bút vẽ đâu nhỉ? Mọi người chờ em chút nha. Em không thấy bút vẽ đâu, mọi người chờ em một chút. Vẽ biến đâu mất. Vẽ đâu? Mọi người chờ em một chút nha. Đây rồi. Bây giờ với cái đường cầu chỉ ra cái cặp 5775 thì nó sẽ như này nhé các cô các bác các anh chị nhé. Chúng ta sẽ lấy hai cái chặng. Chặng đầu tiên là mọi người sẽ lấy cái con số thứ tư của giải 2-1, ở đây là con số 7 này, và ghép với cái chặng thứ hai là cái con số đầu tiên của giải 4-4, ở đây là cái con số 5 này. Đấy, ghép hai cái này vào nó sẽ có được cái cặp 5-7-7-5. Em sẽ không cũng sẽ không không, không, không phân tích dài dòng như những video trước nữa, tại vì rất nhiều các cô các bác các anh chị cũng có nhắn tin bình luận bảo là em phân tích dài dòng quá mọi người xem mất thời gian, em cứ chia sẻ nó đơn giản đi thì mọi người thì nếu mà mọi người muốn kiểm tra được cái hiệu quả của đường cầu thì mọi người có thể xem lại, còn em phân tích như này nó hơi dài dòng. Ok, nhất trí với tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay em sẽ không không phân tích dài dòng nữa. Còn đối với đường cầu chỉ ra cái cặp 8998 thì mọi người có thể tham khảo cái đường cầu này. Mọi người sẽ lấy cái con số thứ hai của giải 5.6, con số thứ hai của giải 5.6 ở đây là cái con số 8 này, và ghép với cái con số cuối cùng của giải 5.6 ở đây là con số 9 này, và ghép 8 và 9 em sẽ ghép vòng, không không ghép vòng, ghép luôn, kéo luôn vào này. Đấy, sẽ được là cặp 8998. Và với ngày hôm nay thì với cái tỷ lệ bình chọn của hai cái cặp này thì nó tương đối là bằng nhau, thì mọi người cũng có thể căn cứ vào những cái kinh nghiệm của tất cả mọi người và căn cứ vào những cái gì mà các cô các bác đã trải qua thì các cô các bác các anh các chị cũng có thể chọn lựa chọn để tìm ra những cái con số phù hợp nhất cho mình. Còn với em ấy thì ngày hôm nay thì em sẽ vẫn theo những cái gì mà em đã chọn trong ngày hôm qua, em chơi cụ theo cái cặp 5-7-7-5 này khung 2 ngày với tỷ lệ vào tiền thấp thôi, vào khoảng độ 1-2 điểm chơi cho vui thôi. Đấy, còn tùy các cô các bác các anh các chị, nếu các cô các bác các anh các chị nào mà có cái thắc mắc gì thì các cô các bác các anh các chị cũng có thể nhắn tin vào Zalo trực tiếp cho em, và cái số Zalo thì em cũng đã gửi cho các cô các bác các anh chị vào những cái video clip trước rồi. Và trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều các cô các bác các anh chị cũng vào hỏi về đường cầu này có đẹp không, đường cầu kia đẹp không, thì em cũng trả lời một cách rất là nhiệt tình gửi các cô các cô bác các anh chị. Trên cơ sở đó thì các cô các bác các anh chị tìm ra cho mình những cái con số phù hợp nhất. Và cuối cùng thì em xin tạm dừng video ở đây và chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong buổi chiều hôm nay.